Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Sức khỏe sinh sản Hỏi bác sĩ Nhật. Thì video sẽ được phát trên kênh chính thức PS Phạm Quang Nhật. Ngày hôm nay bác sĩ Nhật nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn về vấn đề thai không phát triển, sao chuyển phôi, sao bơm tinh trùng sau khi có thai tự nhiên. Thì thưa các bạn, thì câu hỏi này chúng ta rất hay thường gặp khi chúng ta thăm khám, khi chúng ta siêu âm sau khi chúng ta đã xét nghiệm có beta hCG. Thì như vậy chúng ta sẽ đánh giá một cái thai của chúng ta là phát triển hay không phát triển thì dựa vào đâu? Thưa các bạn, thì như vậy bác sĩ Nhật đầu tiên sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cái cách tính tuổi thai. Thì nếu như các bạn có thai tự nhiên, các bạn có một cái chu kỳ kinh đều đặn khoảng 28 ngày. 28 ngày là tự nhiên, không dùng thuốc nha các bạn. Thì ngày rụng trứng thông thường thì sẽ rơi vào ngày thứ 14 từ khi bắt đầu ra kinh. Thì như vậy cái công thức đơn giản để các bạn tính cái ngày dự sanh nó có phù hợp với cái siêu âm các bạn nhận được từ bác sĩ hay không. Thì các bạn đơn giản, các bạn cứ lấy ngày các bạn cộng cho 7, tháng các bạn trừ cho 3. Thì như vậy nếu như cái ngày các bạn siêu âm so với lại cái ngày các bạn tính tuổi thai nó không có phù hợp nhau thì chúng ta đó là một yếu tố không phù hợp. Thứ hai là ngày chuyển phôi ở các bạn có thụ tinh ống nghiệm. Thì như vậy tính như thế nào? Thì chúng ta nếu là phôi ngày 3 thì ngày dự sanh của chúng ta sẽ là, chúng ta lấy đơn giản là cái ngày chúng ta chuyển phôi chúng ta cộng cho 263 ngày thì sẽ ra được ngày dự sanh vào năm tới của các bạn. Nếu là phôi ngày 5 thì các bạn lấy 261 cộng cho ngày các bạn chuyển phôi thì các bạn sẽ ra cái ngày dự sanh của năm sau. Thì như vậy cái thời điểm các bạn siêu âm giả sử như 7 tuần mà trong khi đó chúng ta tính là chúng ta chuyển phôi, như vậy là tới cái thời điểm này là thai phải 9 tuần. Thì như vậy đó là một cái vấn đề. Ngoài ra định tuổi thai bằng siêu âm hiện tại bây giờ đã được công nhận đó là cái phương tiện định cái ngày dự sanh rất tốt. Nếu như chúng ta siêu âm chúng ta thấy chiều dài đầu mông, hay trên siêu âm các bạn hay thấy các bạn, các bác sĩ ghi là CRL từ 10 trở lên thì chúng ta sẽ bắt đầu tính ngày dự sanh dựa trên CRL. Đơn giản bằng công thức ngày dự sanh sẽ bằng 42 cộng cho CRL tính theo mm. Nếu như các bạn là CRL của chúng ta là 20 thì 42 cộng cho 20 là ra 62, thì chúng ta chia cho 10 thì chúng ta được thai là khoảng 6 tuần 2 ngày. Hai các bạn ha. Thì cái tuổi thai bằng siêu âm chính xác nhất là nó sẽ dao động trong cái khoảng tuần lễ thứ 10 cho tới 13 tuần thì nó ra cái ngày dự sanh chính xác. Đó là cái sơ lược về cái cách tính ngày dự sanh cho các bạn để tính ra cái tuổi thai hiện tại là các bạn là bao nhiêu. Thì như vậy yếu tố nào là tiên lượng xấu khi chúng ta siêu âm? Vì nó nhận được một cái câu hỏi rằng là hôm nay siêu âm được 15 mm túi thai mà không thấy giòn xác thì như vậy là thai có phát triển bình thường hay không? Hoặc là hôm nay siêu âm được túi thai là 30 mà vẫn chưa thấy được phôi thai và tim thai thì như vậy thai có phát triển hay không thưa bác sĩ? Thì như vậy một trong những các yếu tố mà chúng ta cần phải nhớ đó là các cái chỉ số trên siêu âm. Thì hôm nay bác sĩ Nhật sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các
chỉ số để các bạn có thể tự mình suy ra. Như vậy thì tiêu chuẩn thai không phát triển đầu tiên là thường chiều dài gọi là cái túi thai từ 10mm trở lên thì 90% chúng ta sẽ thấy được giòn sắc, hay còn gọi là túi nải hoàng. Nếu như từ khoảng 25mm trở lên của túi thai mà chúng ta không quan sát thấy giòn sắc hoặc là không quan sát thấy phôi thai thì chúng ta phải cẩn thận là phôi thai có thể không phát triển. Thì như vậy, chốt lại là chúng ta sẽ phải nhớ như thế nào? Đầu tiên, nếu một phôi thai chiều dài đầu mông trên 7mm mà không thấy hoạt động tim thai, có nghĩa là có phôi thai nhưng không thấy hoạt động tim thai, như vậy là thai ngừng tiến triển. Thứ hai là chiều dài túi thai hay còn gọi là GS 25 trở lên mà không quan sát thấy được phôi thai là cũng thai không phát triển. Thứ ba là chúng ta không thấy phôi có hoạt động tim sau 14 ngày tính từ thời điểm có siêu âm xác nhận là đã có túi thai nhưng không thấy giòn sắc hay là túi đàng hoàng. Thứ tư, không thấy phôi có hoạt động tim sau 11 ngày tính từ thời điểm có siêu âm xác nhận đã có túi thai và đã có giòn sắc hay là túi đàng hoàng. Hay các bạn ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có lưu ý khác. Có nghĩa là đơn giản, chúng ta sẽ thấy không có phôi thai hoạt động sau 6 tuần vô kinh. Tức là chúng ta thấy rằng chúng ta không có kinh trong 6 tuần mà kinh chúng ta đều, thì như vậy không thấy hoạt động của phôi thai, như vậy thai ngừng phát triển. Thứ hai là do sắc hay túi đảo hoàng giãn rộng, tức là có túi thai bên ngoài, bên trong có một cái túi nhỏ, đó là túi do sắc. Nếu như đo trên 7mm thì cũng là thai không phát triển. Hoặc là chúng ta thấy túi thai và phôi thai đều nhỏ hơn 5mm, túi thai kèm phôi thai nha các bạn, đều nhỏ hơn 5mm. Hoặc là chúng ta thấy túi thai nhỏ không căng tròn, và chúng ta lấy cái hiệu số, đó là chúng ta thấy lấy cái túi thai, đó là GS, chúng ta trừ đi CRL, tức là chiều dài đầu mông. Nếu như cái hiệu số này đến dưới 5mm thì khả năng thai cũng không phát triển. Thứ ba là nhịp tim thai chậm dưới 80 lần một phút hay các bạn ha. Đó là điểm qua những các cái chỉ số để các bạn có thể tự đánh giá sơ lược là túi thai của chúng ta phát triển như thế nào và phôi chúng ta phát triển ra sao. Phần video hôm nay đã kết thúc. Thì nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn có thể đăng ký hoặc nhấn chuông để khi bác sĩ Nhật tải lên những video khác thì YouTube sẽ nhắc nhở cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.